chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh, kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn bức tranh có in hình một cái quả na. Và sau đây thì mình cùng với mọi người sẽ đi tô màu cho hình ảnh cái quả na này với mình nhá. Tất nhiên nó khác thì tất nhiên nó cũng bị khớp mất rồi. Nói chung mình chưa có ai mà có thể quay băng sót một lần dưới này. Chưa. Ừ, em nghe rồi, mà một lần ăn ngay không phải cắt gì cả. Nghe rồi. Ít nhiều thì cũng sẽ đoạn gấp thôi. Chỉ là ít thì nhiều. Mình cố gắng. Video tô màu cho ngôi nhà 2 tầng này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình. Đấy, vừa nhắc tai nghe ngay nhá. Phần màu nâu nhá. Sơ phần này. Tiếp theo là vòng quả na thì mình sẽ tô màu xanh nhá. Alo. Một quả na màu xanh. Đó. Trời ơi, cái quả na này nó to dã man luôn mọi người. Vâng, đúng rồi. Có. Hay sao ha? Quả na màu xanh. Vâng, thế gọi em nhá. Cắt cái phần chị mấy kênh và hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn nghịch chùa bức tranh, đó chính là một chú mèo chú Linh Nhi. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video. Em đang bị đau lưng đau người, chả biết làm sao. Kiểu người cứ bị đau ê ẩm ấy. Sử dụng màu vàng chả làm gì cho chú mèo này. Em về nhà thậm chí là không phải nấu ăn cơ. Ừ, em chả phải làm gì mà cứ thích mệt mệt. Quả na nó to, nó sẽ tiêu tô rất là lâu mọi người ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn nhớ subscribe và chia sẻ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Quả na, quả màu xanh. Ủa, là sao? Vì cái phần này chị cắt nhưng mà hắn kiểu là hắn nhanh quá bị bắt qua chỗ nháy mắt à. Chỗ này nháy bên kia không nháy nữa bị bắt à. À, rồi, nghe mà. Thế này chị có ăn cơm đấy không? Thế này chồng chị bắt đền thầy Phương chết. Chồng chị Ngân lại bảo anh Phương làm gì mà vợ em ngày nào về nó cũng bỏ cơm chán ăn thật mà. Quả na này nó to lắm luôn mọi người, thả bây giờ được ăn quả na to thế này nó còn bỏ. Bây giờ tô mỏ quả na to rồng ra. Quả na này siêu to khổng lồ đó mọi người. Na là một loại hoa quả rất là ngon. Nay đang mùa na, không biết bao tiền một cân. Mọi người quay xoăn đi cho mình 45.000 chị ạ. Em thích ăn na dai ấy, em thích là na bở cực. Nhưng mà người ta bảo ăn na bở tốt hơn sao ấy. Thế à? Em chỉ thích ăn na dài rồi là bởi trắng. Kể mà có tiền mặt thì ra kia em mua. Bây giờ phải đi rút. Anh Trung ơi, anh lấy hàng tiền mặt hay tiền chuyển khoản đấy? Tưởng anh lấy tiền mặt thì cứ tiền mặt kêu anh chuyển khoản cho. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng, màu cam để cho đánh bóng cho chú mèo này. Quả na nó to bự hơn. Sắp xong rồi nha chị Ngân. Sao mình?
Và cái video tô màu với hình ảnh một quả na của mình đến là tốt nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tô vẽ tranh tiếp theo trên kênh của mình. Đừng quên ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share cũng như là một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.